Taliban định làm gì với số vũ khí lấy được của Mỹ? Al-Qaeda bị cáo buộc tham gia chiến dịch chống lại nhóm kháng chiến tại thung lũng Panjshir của Taliban khi cuộc giao tranh bước sang ngày thứ ba. Lý do tướng Mỹ lên máy bay rời Afghanistan sau cùng. Taliban giao tranh với quân kháng chiến, hai bên đều nói đối phương thiệt hại nặng. Taliban định làm gì với số vũ khí lấy được của Mỹ? Giới chuyên môn cho rằng Taliban có thể dùng số vũ khí thiết bị của Mỹ để tăng cường năng lực trước mắt và có thể xuất khẩu thông qua các đường dây buôn lậu. Theo đài Fox News ngày 3 tháng 9, các binh sĩ Mỹ phá hủy hoặc vô hiệu hóa gần 100 xe chiến đấu và hàng chục máy bay trước khi rời khỏi sân bay Kabul, Afghanistan vào ngày 30 tháng 8 nhằm không để Taliban sử dụng. Giờ đây, giới chức quốc phòng, nghị sĩ Mỹ và các chuyên gia đang theo dõi sát sao liệu những vũ khí trên còn vận hành được hay không, cũng như Taliban sử dụng hay rơi vào tay buôn lậu vũ khí. Trang Oric, chuyên xác minh thiết bị quân sự qua hình ảnh đã xác định được 13 trực thăng, 38 máy bay khác và 7 máy bay không người lái, UAV, mà Taliban đã chiếm được. Số vũ khí thực tế có thể còn nhiều hơn vì Taliban đã có thể có được hàng ngàn vũ khí tấn công và xe quân sự của Mỹ, bên cạnh các thiết bị, công nghệ như kính nhìn xuyên đêm. Mới đây, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy trực thăng US-60 Black Hawk của Mỹ bay ở Afghanistan thể hiện năng lực không quân mới của Taliban. Một số hình ảnh được đăng tải bởi một nhóm tự xưng là đại diện chính quyền của Taliban ở Afghanistan viết: "Không quân của chúng tôi. Đến lúc này, các trực thăng của không quân đang bay trên thành phố Kandahar và tuần tra." Một đoạn phim khác cho thấy một trực thăng mang cờ của Taliban bay trên nhiều xe quân sự chiếm được của Mỹ. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời phát ngôn viên Suhail Shahin của Taliban cho biết lực lượng này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong thời gian tới. Giờ đây vẫn còn trong những ngày đầu, khi chính phủ mới được công bố sẽ có thêm thông tin về thiết bị quân sự. Theo ông Shahin, Mỹ đã chi 80 tỷ USD trong 20 năm cho lực lượng an ninh và cảnh sát ở Afghanistan, trong đó có một phần cho trang thiết bị quân sự. Giới chức Mỹ cho hay họ không xác định chính xác số vũ khí có thể đã rơi vào tay Taliban. Phát ngôn viên Eric Thorne của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, phía Mỹ không lo ngại mất công nghệ quan trọng, đồng thời việc chiếm các thiết bị có thể có lợi cho Taliban, nhưng không phải là mối đe dọa đối với Mỹ, đồng minh và các đối tác. Al-Qaeda bị cáo buộc tham gia chiến dịch chống lại nhóm kháng chiến tại thung lũng Panjshir của Taliban khi cuộc giao tranh bước sang ngày thứ ba. Tổ chức Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan NRF khẳng định, các tay súng Al-Qaeda có mặt trong đợt tiến công hôm ngày 2 tháng 9 của Taliban vào vùng Panjshir phía bắc thủ đô Kabul trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát khu vực này của lực lượng kháng chiến. Phe kháng chiến tập hợp nhiều lực lượng khác nhau gồm dân quân Andara, lực lượng địa phương Panjshir và toàn quân chính phủ Afghanistan. Theo Fahim Dasti, người phát ngôn cho NRF, Taliban đã mở một vài đợt tiến công ở Khawak từ thung lũng Andara thuộc bang Hà Lan. Dasti cho biết ít nhất 640 tay súng của Taliban đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong vài ngày giao tranh. Nói thêm rằng, quân kháng chiến đã bẻ gãy mũi đánh tại Khawak. Trong khi đó, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid hôm ngày 2 tháng 9 xác nhận các tay súng đã tiến vào thành trì cuối cùng của phe kháng chiến sau khi đàm phán hòa bình thất bại. Taliban cáo buộc đối thủ tấn công trước, khiến hậu quyết định đáp trả. Giới chức Taliban khẳng định lực lượng đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát một số khu vực sau 2 ngày. Người dân địa phương cho biết giao tranh bắt đầu từ đêm ngày 1 tháng 9. Phần lớn dân thường đã chạy khỏi vùng chiến sự. Amir Khan Muttaqi, một trong các thủ lĩnh Taliban, đầu tháng 9 thông báo đàm phán với lực lượng ở Panjshir đã thất bại. Ông khẳng định Taliban vẫn mong muốn tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ahmad Massoud, con trai cả của cố chỉ huy trong liên minh chống Taliban thập niên 1990, Ahmad Shah Massoud, đang dẫn dắt cuộc kháng chiến ở thung lũng Panjshir. Thủ lĩnh này không có kinh nghiệm chiến đấu, song được các chỉ huy quân sự kỳ cựu của Afghanistan hỗ trợ. Những ngọn núi bao quanh Panjshir đã đặt ra thách thức cho bất cứ lực lượng nào muốn đánh chiếm nơi này. Giới quan sát cho rằng giao tranh sẽ bất lợi cho cả hai phe và các bên nên nhanh chóng trở lại bàn đàm phán. Isha Galani, lãnh đạo phong trào đoàn kết quốc gia Afghanistan, kêu gọi Taliban nhượng bộ, kéo dài cơ hội đàm phán và tránh quyết định vội vàng dẫn đến chiến tranh. Lý do tướng Mỹ lên máy bay rời Afghanistan sau cùng. Tướng Donald Hill là người cuối cùng lên vận tải cơ C-17 rời Afghanistan. Do lục quân Mỹ quy định, chỉ huy phải là quân nhân cuối cùng rời chiến trường. Chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm của quân đội Mỹ tại Afghanistan kết thúc với hình ảnh thiếu tướng Christopher Donahue trong bộ quân phục dã chiến và xách theo súng carbine M4 bước trên đường băng sân bay Kabul để lên vận tải cơ C-17 ngày 30 tháng 8. Đại tá Joe Buccino, phát ngôn viên quân đoàn Dù-18 cho biết,
Tướng Donald Hill, người phụ trách đơn vị Mỹ hỗ trợ chiến dịch sơ tán ở sân bay Kabul, phải đảm bảo rằng tất cả binh sĩ dưới quyền đã ở trên chiếc C-17 trước khi ông bước lên. Lục quân Mỹ cũng có quy định truyền thống rằng người lính cuối cùng rời đi phải là chỉ huy tại chỗ. Chiến dịch di tản tại Afghanistan kéo dài 2 tuần là đợt triển khai thực địa thứ hai của tướng Donald Hill sau khi ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ tại West Point năm 1992. Wesley Morgan, tác giả cuốn sách về một chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan cho biết Donald Hill từng chỉ huy một đội đặc nhiệm Delta làm nhiệm vụ tại quốc gia Trung Á này. Ảnh tướng Donald Hill bước lên vận tải cơ C-17 được chụp bằng kính nhìn xuyên đêm của một binh sĩ dưới quyền cho thấy thiếu tướng này mang theo trang bị không khác đặc nhiệm bình thường. Trên quân phục không có quân hàm hay dấu hiệu cho thấy ông là chỉ huy. David Carter, trưởng khoa lịch sử quân sự của trường sĩ quan chỉ huy và tham mưu lục quân Mỹ ở căn cứ Fort Leavenworth, bang Kansas cho biết, việc tướng Donald Hill là quân nhân Mỹ cuối cùng rời Afghanistan nằm trong truyền thống của quân chủng này. Trên chiến trường và trong chiến đấu, chỉ huy là người dùng bữa sáng sau cùng. Sau khi các binh sĩ dưới quyền đã được ăn, Carter nói, tương tự, xe tăng của chỉ huy là chiếc cuối cùng quay trở lại vùng an toàn và di chuyển phía sau đoàn xe. Tướng Donald Hill từng nhắc về truyền thống chỉ huy là người cuối cùng rời chiến trường của lục quân Mỹ trong một bài podcast phát hôm ngày 17 tháng 6. Khi đó, ông khẳng định rằng Sư đoàn 82 đang phát động nét văn hóa mà theo đó, mọi binh sĩ đều sống vì nhau. Tướng Donald Hill chỉ huy một tiểu đoàn và một lữ đoàn thuộc Sư đoàn dù 82 tới Afghanistan để hỗ trợ chiến dịch di tản công dân Mỹ, Afghanistan và các nước khác rời khỏi quốc gia Trung Á. Tướng Donald Hill và tham tán Mỹ tại Afghanistan, Greg Wilson, là hai người cuối cùng bước lên vận tải cơ C-17 của Không quân Mỹ từ sân bay quốc tế Hamid Karzai hôm ngày 30 tháng 8. Chiếc C-17 sau đó cất cánh, kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm của Mỹ tại Afghanistan. Taliban giao tranh với quân kháng chiến, hai bên đều nói đối phương thiệt hại nặng. Taliban và lực lượng phản kháng tại Panjshir đều tuyên bố rằng đối phương thất bại và chịu thương vong nặng nề trong giao tranh. Tờ The Guardian ngày 3 tháng 8 đưa tin, Taliban tiếp tục đấu tranh với lực lượng phản kháng đang cố thủ tại thung lũng Panjshir ở Afghanistan. Trong bối cảnh Taliban đã chiếm được Kabul hơn 2 tuần và chuẩn bị thành lập chính phủ, hai bên đều tuyên bố rằng đã giành được khu vực tại nơi giao tranh, cũng như cho rằng đối phương chịu thương vong nặng nề. Chúng tôi bắt đầu chiến dịch sau khi đàm phán với nhóm vũ trang địa phương thất bại, họ đã chịu thiệt hại nặng. Theo phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban, một phát ngôn viên của lực lượng kháng chiến đã khẳng định kiểm soát hoàn toàn các đèo trên lối vào, cũng như đẩy lùi nỗ lực của Taliban nhằm chiếm huyện Sotun thuộc tỉnh Panjshir. Kẻ thù nhiều lần tìm cách đánh vào Sotun từ hướng Zabun Zarai, tỉnh Pawan, nhưng lần nào cũng thất bại, phát ngôn viên này cho biết. Theo thông tin chưa được xác minh trên Twitter của một tài khoản Conflict and War Correspondent, lực lượng kháng chiến đã bắt giữ 120 tay súng Taliban trong cuộc xung đột vào ngày 2 tháng 9. Vậy còn bạn nghĩ sao với những thông tin vừa rồi? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!